nằm trong kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14. Ngày 10 tháng 3, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh A làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri thị trấn Đắc Rợ Ve, huyện Con Rẫy và cử tri xã Mang Cành, huyện Công Lâm. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo với cử tri về dự kiến nội dung và chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14 và tiếp tục lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri. Cử tri huyện Con Giấy và Con Plong đã kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiều vấn đề. Cụ thể, cử tri thị trấn Đắk Rơ Ve huyện Con Giấy kiến nghị thủy điện Đắk Phần Ne trong mùa khô năm nay thường xuyên sản nước về sông Đắk Phần Ne cho bà con tưới các loại cây công nghiệp, nhất là cây cà phê. Chính phủ có chính sách tăng trợ cấp đối với những người về hưu trước năm 1993 vì hiện mức trợ cấp họ đang hưởng rất thấp, dưới 3 triệu đồng một tháng. Đề nghị không nên vận dụng chấm điểm tài sản đối với hộ nghèo trong giả soát đánh giá hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều hàng năm. Sớm triển khai dự án trồng rừng của chính phủ để người dân được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng. Cử tri xã Măng Cảnh huyện Cao Bà Long phản ánh việc đóng cửa rừng gây khó khăn cho người dân địa phương, nhất là trong việc làm nhà ở đối với các hộ mới tách. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Apert đã ghi nhận tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Con Rẫy yêu cầu thủy điện Đắk Bà Le, tích sản nước đảm bảo cho bà con lấy nước phục vụ sản xuất, không để xảy ra hạn hán. Huyện xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai trồng 230 ha rừng theo kế hoạch được giao. Đối với kiến nghị của cử tri xã Măng Cành huyện Cam Lông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị huyện quan tâm và có giải pháp xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Đề nghị cán bộ nhân dân xã Mang Cảnh tiếp tục phấn đấu để xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới. Địa phương cần tập trung phát triển thế mạnh về cây dược liệu, nông nghiệp, công nghệ cao và kinh tế rừng gắn với du lịch để phát triển bền vững. Một số ý kiến khác đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và trình chính phủ trong thời gian sớm nhất.